Tập 12. Đây là doanh trại dân cung của Tây Độc Quyết. Họ chăn nuôi theo nguồn nước cỏ, không có thành trì cố định, muốn tìm được thật không dễ dàng gì. Doanh trại của Khả Hãn rất ít di chuyển, khi di dời phải thông báo các nước. Đúng lại. Xin thông báo Khả Hãn, chúng tôi là hòa thượng đại đường sang Tây thỉnh kinh. Nè, qua đây. Nè, đi vào thông báo đi. Tuân lệnh. Khả Hãn đang chờ trong lều, mời đi theo tôi. Mời. Mời. A Di Đà Phật. Khả Hãn cho mời pháp sư. Quyền Trang đại đường bái kiến đại Khả Hãn. An tọa. Khúc văn Thái Cao Sương tiến dân đại Khả Hãn. Lễ vật này ta nhận lấy, báo với Khúc Vân Thái nói ông ta cứ yên tâm. Đi đi. Dạ. Đặc sứ đại đường tôi. Đại Khả Hãn đã tiếp kiến hòa thượng quý quốc. Hòa thượng chẳng lẽ là mời. Thiên tử đại đường hỏi thăm đại Khả Hãn. An tọa. Đa tạ. Vị này là sứ giả đi Hà Tây trình tử kiện. Hòa thượng này người có quen biết hay không? Đây là pháp sư Quyền Trang. Đại pháp sư Quyền Trang có phải không? Người chính là Trịnh Tử Kiện, cháu ruột của Trịnh Thiện Quả đại nhân đúng không? Chính là Tiểu Điệt. Bá phụ luôn hỏi thăm tin tức của ngài. A Di Đà Phật. Các người đúng là sư lạ gặp cố hương, cứ hàn huyên tâm sự đi. Một mình ngài tại sao lại có thể đến được Cao Sương vậy? Pháp sư kể chúng tôi nghe những gì nhìn thấy trên đường đi đi. Đúng đó, nói đi. Cô Dương cũng muốn nghe một chút. Đường tỉnh kinh này thật không dễ dàng. Xuất phát từ Trường An, qua Châu, rồi năm phong quả đài, đại sa mạc qua bích, đúng là ngàn vạn gian nguy. Trên đường đến Qua Châu gặp phải cường đạo, bị cướp sạch hết. Hai đồ đệ hộ tống ta cũng bị giết chết. Đến Qua Châu, khắp nơi đều là bố cáo truy nã ta. Cuối cùng ta cũng bị bắt giữ, sau đó lại được cứu thoát. Trên đường đi qua phong quả đài, vì ngựa đụng đổ túi nước nên đã bị khát chết. Cũng may được đô quý phong quả đài cứu về, mới có được khẩu dụ của thiên tử, còn tặng ta túi nải vàng đựng đất cố hương. Quyền Trang thân phụ thánh ân, dụng khí tăng gấp bội. Đến Cao Sương, nhận được sự trọng đãi cao nhất của vua Cao Sương,
Rời khỏi Cao Dương đi lên Tuyết Sơn, hai đồ đệ Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh trước sau đều bị chết ở nơi đó. Người ngựa tổn thất hơn một nửa, khó khăn lắm mới đến được liều của Khả Hãn. Hèn chi Khúc Văn Thái nói tốt ngài đến như vậy đó, ta phục rồi. Đáng tiếc là ta không tin Phật. A Di Đà Phật. Khả Hãn tin Phật hay không, không phải trên hình thức. Điều Phật giảng là lấy ý phục người, thấm sâu lòng người. Đúng vậy. Khả Hãn làm vua, đeo gươm dẫn 100,000 binh sĩ, gót sắt dậm đạp, máu chảy khắp nơi. Xin xác từ một lời của Khả Hãn, nhất định phải thận trọng trong chinh chiến đại sự. Bảo vệ nước, bảo vệ dân là trên hết. Đây chính là thiện của đại dương đó. Nên phát huy thúc đẩy nhân từ, truyền bá Phật pháp, yêu bá tánh, phục khiêm quốc. Nếu loạn sát vô tội, coi trọng sát phạt, thì lòng dân sẽ xa rời, oán hận lật nước. Không những mất nước mà còn tạo nghiệp chướng, ngay cả bản thân gia đình cũng không giữ được. Một khi bị dân ác báo ứng, hối hận cũng không kịp nữa. Chỉ có Phật pháp mới hóa phục được lòng người, quốc gia mới trị an lâu dài. Những lời của pháp sư làm cho ta tỉnh ngộ ra, ta phải dùng những lý luận này thay đổi chính sách quốc gia. Bài rớ mổ dê, ta phải cùng Quyền Trang đại sư uống vài ly, à không, còn cả Trịnh đại nhân nữa. Rót đây, uống đi, mời đại sư uống. Trịnh đại nhân, mời. Đà tạ. Cạn. Mời. Đà tạ. Nếu theo tính khí của ta, ta sẽ không cho ngài đi đâu. Nhưng ngài đã chịu 100,000 khổ cực tới đây, không thể để ngài bỏ dở nửa đường. Cho dù giữ được thân xác ngài, cũng không giữ được trái tim của ngài. Ta cũng phải học theo vua Cao Xương tiễn Phật cho đến Tây Thiên vậy. Trong lòng của ta thật sự không nỡ để cho ngài đi đó. A Di Đà Phật. Bần tăng xin cáo từ. Chúng ta đi tiễn đại sư. Diệu Phi, chúng ta đi tiễn ngài đi. Đừng tiễn nữa. Phải tiễn chứ. Khả Hãn mời. Pháp sư mời. Pháp sư à, ta rất bội phục ngài đó. Ngài chính là anh hùng của người đột quyết chúng tôi. Đúng là tấm gương tốt. Đại dương thông đạt như vậy, bần tăng không biết báo đáp như thế nào. Xin dừng bước. Đường sang Tây, trách nhiệm của ngài không có nhẹ đâu. Đây là đội trưởng Đạt Ma thân cận do ta đích thân tuyển chọn, sẽ hộ tống ngài đến Ấn Độ. Không còn sớm nữa, xin mời lên đường. Mong đại sư đi đường bình an, sớm ngày đến được Ấn Độ. Ân tình Khả Hãn, bần tăng không biết lấy gì báo đáp. Mong rằng mưa pháp sẽ sớm ngày thấm nhuần mảnh đất bao la của Khả Hãn. A Di Đà Phật. Ta đã quyết định kết thông giao với đại đường, nhờ Trịnh đại nhân mang xính lễ về để liên minh tốt đẹp mãi mãi. Để mặc pháp sư Quyền Trang, ngươi có thể về bàn giao rồi. Ta nói cho ngươi biết, làm ta hạ quyết tâm chính là đại pháp sư Quyền Trang, chứ không phải là ngươi. Ta Khả Hãn, ta không tiễn nữa, sợ ta hối hận, sợ ta thay đổi chủ ý.
A-di-đà-phật. Xin mời. Đi theo. Bảo Linh. Thủ lộ bình an. Thật đáng tiếc, gặp vội vã, từ biệt cũng vội vã. Có gì cần giao phó tiểu điệt làm, xin ngài cứ nói. Ngài trở về bẩm tấu thánh thượng, quyền trang suốt đường đi đều nhờ vào quy danh của người, ta mới nhận được trọng đại của các nước. Và chuyển lời Trịnh đại nhân, Tam Huệ pháp sư, còn vị ca ta nữa, tất cả tâm nguyện của họ ta đều để trong lòng. Mấy phong thư này nhờ ngài giao lại cho họ, mong đại đường thịnh vượng phồn vinh, mãi luôn thái bình. Tôi được nhớ rồi. Ngài về tấu rõ với hoàng thượng, hãy nói túi vải vàng người tặng, quyền trang luôn để bên người. Phôi đất này của đại đường chính là long ân, chính là ngàn vạn lời của phụ lão quê nhà. Ý sâu xa trong đó, quyền trang không bao giờ dám sao lãng. Phật pháp có thể khiến ta đi khắp nơi gặp lại cố nhân. Đường sang Tây có xa mấy, ta cũng cảm thấy lòng ta đang hướng gần với Phật. Năm 628 công nguyên, sau khi Quyền Trang từ biệt Diệp Hồ Khả Hãn, đi qua hơn chục nước, cùng Thiết Văn Đạt Nhu Chi đến được Phật quốc. Ngài thống nghiệp trưởng tử Khả Hãn là con rể vua Cao Xương đang thiết độ, và tinh phục Tăng Gia Đạt Ma giáo đồ tiểu thành này. Đường đi về phía Tây, đường dài dằng dặc, trải qua bao gian khổ không oán thán. Tâm hướng Phật, tâm hướng về trước, biển khổ mênh mông. Tiếng ngựa như quán than, đường về Tây xa vời vợi, xa vời vợi. Pháp sư à, không xong rồi, ở đây có chướng khí. Người ngửi trúng, không chết cũng bị bệnh đó. Ta có mang ít hương liệu có thể tránh được chướng khí, ngươi mang chi cho mọi người để vào lỗ mũi. Được. Nè, cho ngươi. Nè. Để vào mũi đi. Được. Đi thôi. Đi. Pháp sư. Từ từ thôi. Pháp sư à, chỉ có thể đi lối này. Chậm thôi.
Cẩn thận đó. Ngộ Không, 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 Ngộ Không. Nè, mau. Sư phụ, con không xong rồi. Con không thể cùng mọi người, không thể cùng mọi người sang Tây. Ngộ năng, Ngộ tình, ta đến với các bạn đi. Ta nóng quá, ta nóng quá. Mau đi, tìm người địa phương ở đây và họ nghĩ cách giúp. Ê, người cũng đi đi, đi. Ngộ Không, Ngộ Không, Ngộ Không, Ngộ Không. Ngộ Không, 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 không giờ sư phụ, cái bàn nhậu của huynh đã sớm mất rồi. Còn có báo đa tạ sư phụ đi. Đa tạ sư phụ. Sư phụ à, ngoài khu rừng này đi qua một ngọn tuyết sơn nữa là tới Bắc Ấn Độ rồi. Đó chính là ở bên đó. Sư phụ à, còn phải leo tuyết sơn nữa hả? Đánh chết con không đi nữa đâu. Ngộ Không, Ngộ Tuệ bị núi tuyết dọa khiếp rồi. Sư phụ à, không phải con sợ đâu. Vừa nhìn thấy tuyết sơn, con liền nhớ tới Ngộ Tịnh và Ngộ Năng. Pháp sư ngài xem, sắp tới Ấn Độ rồi, tôi đã hoàn thành mệnh lệnh của Khả Hãn, tôi phải về đây pháp sư. Ngươi trên đường đi vào sinh ra tử cùng chịu hoạn nạn, những điều này Phật nhìn thấy cả. Phật nhất định sẽ ban phước cho ngươi. Trở về chuyển lời với Khả Hãn, còn vua Cao Xương nữa, nói là Huyền Trang sang Tây thỉnh kinh trở về, nhất định sẽ đi thăm họ. A-di-đà Phật. Pháp sư đi đường nhớ sức cẩn thận nha. Về lên đường đi. Về mau đi. Về đi. Pháp sư đi đường bảo trọng nha. Đi đi. Đi đường bảo trọng. A-di-đà Phật. Về đi. Về mau đi. Pháp sư đi đường bảo trọng nha. Pháp sư đi đường bảo trọng. Đi. Đi đường bảo trọng đó. Về đi. Năm 628 công nguyên, Đường Thái Tông năm Trinh Quang thứ hai, Huyền Trang tiến vào Ấn Độ, gặp cao tăng Đạt Ma Kiết La và Đạt Ma Bỉ Lợi, rời khỏi nước Khuất Chi đến nước Phàm Diễn Na, gặp học tăng A Lý Dạ Đà Ba, A Lý Tư Na.
Hai tăng tháng thu học thức của Huyền Trang. Huyền Trang khắp nơi lễ bái thánh tích Phật giáo, vừa Hắc Sơn đến Xa Lạc Gia Tư. Sư phụ mời nghỉ ngơi ăn chút lương khô. Được. Nè, uống chút nước đi. Dạ. Nè, đổ thêm chút đi. Quỳnh uống đi. Sư phụ. Các con cũng ăn đi. Cho Quỳnh nè. Ăn đi. Dạ. Sư phụ à, có người đến kìa. Xin hỏi vị nào là Đại Pháp Sư Huyền Trang? Bần tăng là Huyền Trang Đông Thổ Đại Đường. A Di Đà Phật. Chúng tôi theo lệnh chủ trì đến đón Pháp Sư. Xin mời. Cảm tạ các vị đường xa đến đón. Dám hỏi đại danh quý chùa. Chúng tôi là tăng nhân chùa Đại Thừa Ca Nghiệp. Pháp Sư Huyền Trang nên đến ở chùa chúng tôi. Quý chùa là... Chúng tôi là chùa Tiểu Thừa Sa Lạc Ca, do Thái tử Triều Hán Đông Thổ xây dựng. Đại sư từ Đại Đường đến nên ở chùa của chúng tôi. Quốc dân chúng tôi kính mời Pháp Sư vào thành. Nên đến chùa chúng tôi. Các vị đừng tranh nữa. Chùa Sa Lạc Ca do Thái tử Triều Hán xây dựng. Ta thân là Pháp Sư Đại Đường, theo lý nên đến chùa Sa Lạc Ca tham bái, sau đó mới cùng chư vị đến quý chùa Quý Thành thịnh giáo. Thế nào hả? Pháp Sư, chúng tôi... Đại Thừa Tiểu Thừa cùng xuất phát từ Thích Ca, cùng là đệ tử Sa Môn, dũng không nên phân biệt mới phải. A-di-đà-phật. Pháp Sư, đến chỗ chúng tôi đi. Xin thỉnh chúng ngài. Tôi trở về là bị phạt đó. Đúng vậy Pháp Sư, hãy đến chỗ chúng tôi. Các vị không cần tranh nữa. Các vị đi trước đi, chúng tôi sẽ theo sau. Chúng tôi cùng đi với Pháp Sư vậy. Pháp Sư xin mời. Các vị cứ đi trước đi. Đi. Là ai đó? Sa môn Huyền Trang Đại Đường. Xin mời vào. Thì ra là Đại Pháp Sư Huyền Trang. Nghe danh đại sư sang Tây Thinh thỉnh kinh đã lâu, nghe nói vừa mới đến Phật quốc, rất được tăng tục hoan nghênh. Không ngờ nhanh như vậy đã được diện kiến đại sư. Lấy càng không ngờ đại sư hạ cố đến chùa Tiểu Thừa giáo. Nào, xin mời vào. A Di Đà Phật. Tiếp nghĩ đại sư chắc là pháp tính đại sư được ca tụng danh truyền các nước. Chính là tại hạ. Hân hạnh. Xin mời ngồi. Đa tạ.
Đâu thổ đại đường, khắp nơi đa số đều là đại thừa giáo. Nghe nói đại sư là pháp sư của đại thừa, không lẽ cũng tìm hiểu tiểu thừa giáo sao? Chỉ là mới bước đầu tìm hiểu. Bần tăng nghiên cứu nhiều năm, chu du bốn phương, tâm khắp chư sư, có nhiều nghi vấn, nhưng các thuyết khác nhau, chưa biết cái nào đúng cái nào sai. Bần tăng sang Tây Thỉnh Kinh chính là mong được thấu hiểu rõ ràng. A Di Đà Phật, thiện tài, đại sư có thể nêu điều nghi hoặc lên được không? Tại sao tiểu thừa giáo cho rằng có một số người không thể thành Phật vậy? Phật là ý nghĩa giác ngộ trí tuệ, chẳng lẽ đại sư không nhìn thấy sự ngu xuẩn chấp mê bất ngộ sao? Sư phụ, đại trí đại đức như vậy lại hết sức khiêm tốn nữa, đây mới là cao tăng chân chính đó. Đại thừa tiểu thừa giống cho một sư truyền đạt, cái gọi là Phật pháp vô biên, Phật nguyện độ tất cả. Đại sư, ngài xem. Chúng tôi đã nhận được chân truyền, ngài hãy xem chỗ này nữa đi. Xem đi. Đây. Ngài xem chỗ này, Phật nói là có thể hiểu như vậy không? Huyền Trang không phân biệt môn phái, chăm chú theo pháp tính học hỏi, nguồn gốc chia tách của đại tiểu thừa khiến pháp tính vô cùng cảm động, mang tất cả những gì học được nghiêm túc cùng Huyền Trang thảo luận. Đại sư giảng quá thấu đáo rồi. Đại sư quá khen rồi. Ngài xem có phải lý giải như vậy không? Chúng ta có thể cùng nhau bày tỏ điều mình biết. Đại sư xin hãy thu nhận đồ đệ này. A-di-đà-phật. Đại sư học thức uyên bác, lại hết sức khiêm tốn, đúng là phong độ của đại đức đó. Không dám nhận. Đại sư mời. Bây giờ chúng ta cùng nhau trao đổi đi. Đại sư tuyệt đối không nên câu nệ, bần tăng thực sự kiến thức nông cạn. Đêm cũng đã khuya rồi, thôi đại sư tạm thời nghỉ ngơi, ta sẽ cùng ngài hàn huyên sau. Thời gian này Huyền Trang là được quốc vương mời giảng học, thu phục cao tăng bản địa như Diễm Tăng, Thánh Tăng, Đức Hiền, vân vân. Xin hỏi, đây có phải là nơi thờ cúng Thích Ca Phê Lộ Phê Nhất Bất Pháp Diễm Na không? Dạ đúng vậy. Tháp này có phải cũng là A Dục Dương xây không? Cách đây không xa còn có các thánh tích như Đức Phật Buông Qua, Thành Ánh Sáng, Thánh Địa Bóng Phật và còn Phật Đỉnh Cốt nữa. Đa tạ pháp sư chỉ điểm. Đi thôi. Huyền Trang theo pháp tính học hỏi, nghiên cứu tỉ mỉ Phật giáo tiểu thừa, trước sau kéo dài một tháng. Điều này đã tạo nền tảng vững chắc để Huyền Trang biên soạn Hội Tông Luận, Phá Ngộ Kiến Luận và sau này đạt được thắng lợi trong Đại hội Vô Già. Thank you.
Đại sư, đây là Phật đỉnh cốt. Ngài hãy mang về chiêm ngưỡng. A Di Đà Phật. Một chút lễ mọn cúng dường Phật tổ được pháp sư phá lệ, tiểu đồ tính xin hoàn trả vật cũ. Đại sư, bần tăng xin cáo từ. Đi thôi. Con trở về rồi. Nghe nói Huyền Trang Đại Pháp Sư Trung Quốc gặp cướp đó. Quốc Dương đang điều tra đó. Ở đâu vậy? Nghe nói ở trong khu rừng Ba Lộ đó. Bọn người này lại cướp của người như vậy, cướp của Cao Tăng Đại Đức chắc chắn sẽ bị trời phạt. Họ vạn dặm thỉnh kinh, dọc đường không biết trải qua bao nhiêu ải sinh tử mới đến được nơi này. Gian đường đều là voi trắng nghênh đón đó. Con làm sao vậy? Hả? Con... Không, mẫu thân à, đừng xem nữa. Con chính là một trong những tên cướp đó. Hả? Con buôn bán lộ hết vốn, nên con đi theo họ làm. Con đó, thật không sợ bị báo ứng. Còn mau mang những đồ này đi xin tội pháp sư đi. Điều này... Mẹ à, em còn xuất giá, không có của hồi môn sẽ bị thiêu chết đó. Bị người ta xem thường. Con làm vậy điều gì em con? Mẹ tha cho con lần này đi. Con à, hãy đi cầu Cao Tăng Đại Đường kia đi, xem ngài ấy xử lý con thế nào. Hãy khoan thứ chúng tôi. Bồ Tát xin phù hộ. Các người là... Pháp sư à, tất cả chúng tôi đến nhận tội với ngài đây. Xin pháp sư trách phạt. Pháp sư trách phạt. Xin pháp sư trách phạt. Pháp sư trách phạt. Có lòng tham nhưng biết hối cải chính là khởi đầu hướng thiện. Xét về tình có thể tha thứ. Những đồ này các người đều mang về đi, xem như ta bố thí cho các người. Đa tạ pháp sư, chúng tôi không thể nhận được. Hãy cầm về đi, đây là ý của Phật. Đa tạ pháp sư. Đa tạ pháp sư. Đa tạ pháp sư. Đa tạ pháp sư. Pháp sư, ngài xem, tháp này cũng là Dương Tử A Dục xây dựng, đó chính là thời kỳ hưng thịnh nhất của Phật giáo Ấn Độ. Ngài hãy xem những hoa văn của nó kìa. A Di Đà Phật, Phật pháp vô thường. Mời pháp sư đi qua bên kia xem tiếp. Mời.
Lại xem câu khác có đẹp không? Đẹp 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 lắm. Các vị cho hỏi, những tượng Phật này có được thỉnh không vậy? Các vị Pháp Sư, người có duyên xin tặng cúng dường, người vô duyên xin đừng hỏi đến. A-di-đà Phật. Người chắc là cao tăng đến từ Đại Đường. Chính là chúng tôi, pháp danh Quyền Trang. Mời ngồi. Ngưỡng mộ đại danh Pháp Sư đã lâu. Câu chuyện Pháp Sư gặp cướp giáo hóa hung ngu đã truyền khắp tiểu thừa rồi. Pháp Sư đại đức, đại dũng, đại từ, đại bi, nhất định là được Phật Tổ phù hộ. Bần tăng được phù hộ chỉ vì thành tâm mà thôi. Đại sư quả là danh bất hư truyền. Pháp Sư, ở đây có rất nhiều tượng Phật, mời ngài xem qua. Đại sư còn có tượng này, từ này ngài có thích hay không? Đại sư, tự nhiên chọn đi. Đại sư, ngài xem tượng này nè. Đây là do chính tay con gái tôi khắc đó. Pho tượng này rất đẹp, các con xem. Pho này vậy. Còn có những vật quý báu nào không? Còn có rất là nhiều nữa. Tôi kính ngưỡng cách đối nhân của Pháp Sư. Những tượng Phật này Pháp Sư cứ tự nhiên chọn, tự nhiên chọn đi. Rất đẹp, rất đẹp. Pháp Sư nếu vừa ý rồi thì hãy mang về Đông Thủ cúng dường. Pháp Sư còn thích tượng này có đúng không? Vậy thì tặng cho Pháp Sư, ngài cầm lấy đi. Còn pho này nữa ngài thích không? Pháp Sư, ngài mang về hết đi, mang về đi. A-di-đà Phật. Vậy thì đa tạ rồi. Đây, ngài xem tượng này. Cầm lấy. Ngài xem tượng này nha. Đại Pháp Sư, những tượng Phật này á đều là chính tay chúng tôi điêu khắc ra. Được ngài yêu thích như vậy, chúng tôi rất là vui mừng. Các vị đến đây là để thăm bái thánh tích Phật Tổ có đúng không? Đáng tiếc bây giờ chỉ có thể nhìn thấy tường đổ vách nát, cỏ dại mọc hoang, chỉ còn lại có hai trụ cột mà thôi. Pháp Sư, nếu như thích pho tượng này, vậy thì tôi tặng cho ngài mang về Đông Thổ cúng dường. A-di-đà Phật, thiện tai. Ta nguyện mang y tốt của hai vị đem về Đông Thổ Đại Đường. Đại Đường tuy cách xa nước chúng tôi vạn dặm, nhưng mà tín ngưỡng đã mang chúng ta hội tụ lại với nhau. Đây đều là pháp lực của Phật Tổ. Chư Pháp vô thượng, Thế Tôn sống mãi. Mong Đại Đức Phật Tổ phù hộ ta cầu được chân kinh. Khu khu du hoài, minh du thánh địa, phước kỳ Thế Tôn, hữu ngã thành công. A-di-đà Phật, thiện tai. Ta nhất định mặc y tốt của hai vị về Đông Thổ Đại Đường. Mong Pháp Sư đi đường bình an. Mong Pháp Sư đi đường bình an. Chạy mau đi sư phụ. Mau chạy đi. Sư phụ, họ bắt được là bắt mạng đó. Chạy mau lên. Mau đi. Đứng lại. Mau lên. Đuổi theo. Đứng lại. Đuổi theo. Nhanh lên. Mau. Bên kia. Đuổi theo. Mau lên. Tiến lên. Nam mô A Di Đà.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.
Yeah.